Chiều ngày 21 tháng 4, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Với hai thông điệp, sách nhận thức đổi mới sáng tạo và sách cho tôi cho bạn, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay có rất nhiều hoạt động. Trong đó tặng 3.000 cuốn sách cho huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao 770 ấn phẩm tủ sách Huế đến 49 điểm thư viện trên địa bàn tỉnh này, nhằm góp phần quảng bá, lan tỏa những giá trị văn hóa Huế. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 kéo dài đến hết ngày 25 tháng 4, với hội sách của hơn 30 đơn vị xuất bản phát hành trong cả nước tham gia. Tọa đàm chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và nền tảng hỗ trợ xuất bản phát hành, giới thiệu tác giả tác phẩm của Huế và viết về Huế, các hoạt động giới thiệu sách mới, giao lưu tác giả, nhà nghiên cứu với độc giả, tọa đàm về các chủ đề lịch sử, văn hóa, xã hội và xu hướng phát triển ngành xuất bản. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập. Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Huế cũng như khắp mọi miền Tổ quốc thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống, tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách. Đồng thời đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông quan tâm xây dựng chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị xuất bản, phát triển theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiện đại hóa. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, đưa sách vào cộng đồng, các bộ ngành địa phương tích cực lồng ghép văn hóa đọc trong tất cả phong trào như xây dựng văn hóa, khuyến học,